Một giây trước, người đàn ông còn cười nói với người phụ nữ. Nhưng giây tiếp theo, anh ta lại đánh cô ấy một cú vồ ngang. Chỉ vì không lâu trước, Trần Minh Ngọc tìm thấy Trương Dịch, đề nghị thương lượng với anh ta. Cô ấy cho biết rằng dù Trương Dịch mang về đủ thực phẩm, vẫn sẽ có người lợi dụng sức mạnh để cướp đoạt. Khu vực tiếp tục phát triển theo cách này, cuối cùng chỉ có thể rơi vào một kết cục sụp đổ. Sau khi nghe, Trương Dịch nghĩ đây chính là tình hình mà anh ta muốn. Tiếp theo, anh ta hỏi cô ấy sau đó thì sao. Trần Minh Ngọc liền vẽ một cái bánh lớn cho Trương Dịch. Cô ấy đề xuất rằng hiện tại là thời kỳ cuối cùng, thế giới đang hỗn loạn, trật tự sụp đổ. Họ có thể thành lập một vương quốc, Trương Dịch sẽ trở thành vua, và cô ấy sẽ đảm nhận vai trò phụ tá. Đúng là người làm kinh doanh trực tuyến chuyên nghiệp, những lời nói đều được sắp đặt theo một khuôn mẫu. Trương Dịch tiến gần Trần Minh Ngọc, chỉ hỏi cô ấy một câu hỏi. Từ trước đến nay, cô đã sử dụng câu chuyện này, đã lừa nhiều người hợp tác với cô, cuối cùng dẫn đến gia đình họ tan nát và chết người. Có lẽ không phải là ít nhỉ, tôi làm sao biết tiếp theo, không phải mình là người tự trói mình sao chứ? Điểm đó, Trương Dịch đánh ngã Trần Minh Ngọc bằng một cú vồ ngang, chỉ còn lại một câu nói. Người chết sẽ là các người, đừng có lôi tôi vào. Cuối cùng, anh ta đi điềm tĩnh và tự tin. Sau khi giải quyết xong Trần Minh Ngọc, anh ta đã đến phía làm việc. Người trong tòa nhà của Lý Kiếm khiến anh ta bất ngờ. Cho đến nay, không có thương vong nào xảy ra, và họ vẫn tiếp tục hợp tác chặt chẽ. Sự xuất hiện của Trương Dịch thu hút sự chú ý của Lý Kiếm. Trương Dịch tò mò hỏi anh ta làm thế nào để làm được điều đó. Ngoài họ ra, thì các tòa nhà khác đều bị ảnh hưởng bởi việc phân phối thực phẩm. Đã diễn ra một cuộc chiến đẫm máu. Trương Dịch tò mò hỏi anh ta đã che giấu tin tức bằng cách nào. Lý Kiếm giải thích rằng anh ta hoàn toàn không che giấu bất kỳ tin tức nào. Từ đầu anh ta đã thông báo kết quả đàm phán cho mọi người. Do đó, bất kể có bao nhiêu thức ăn, vẫn phân phối công bằng. Nhưng Trương Dịch lại cho rằng anh ta tự cho mình thông minh. Kết quả cuối cùng sẽ là tất cả mọi người sẽ chết đói, không ai có thể sống sót. Câu trả lời của Trương Dịch đã phá vỡ lo lắng của anh ta. Nhưng anh ta vẫn đưa ra đề xuất cho Lý Kiếm. Với khả năng hiện tại của anh ta, hoàn toàn có thể kéo một nhóm người có hy vọng sống sót nhất, chia sẻ lợi ích và tư lợi. Nhưng anh ta lại do dự và lưỡng lự. Tham lam không bao giờ đủ, và không có khả năng bảo vệ tất cả mọi người. Làm như vậy cũng giống như phạm tội. Mọi người đều hiểu lý do, nhưng trong môi trường này, anh ta không thể làm gì cả. Sau đó, Trương Dịch quay đầu và nói với những người khác. Hoàng Thiên Phóng và Vương Cường bắt đầu trò chuyện. Hai người này hiện tại là fan hâm mộ trung thành của Trương Dịch, nói rằng Trương Dịch hiện tại là bậc cha mẹ nuôi của họ cũng không sai. Mặc dù Trương Dịch hiện tại với họ dường như tình cảm giữa họ sôi đậm như anh em, nhưng cuối cùng không ai trong số họ sẽ có kết cục tốt, bởi vì cây liềm của thần chết sắp sửa được vung lên. Review tập này kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Nếu thấy hay xin hãy ủng hộ mình một like, một sub và chia sẻ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những tập review Man Hill tiếp theo. Cảm ơn mọi người.